trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ, trước hết là tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, theo dự báo tại khu vực này, đêm nay sẽ có mưa rào vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, thưa quý vị, dự báo tại khu vực này, đêm nay sẽ có mưa rào vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ tại một số thành phố lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Họp Bộ Chính trị cho ý kiến báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình dịch COVID-19 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân đã được bầu chọn vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, một lần nữa khẳng định một kỳ bầu cử rất thành công trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Vụ hàng đầu là trong những ngày giãn cách còn lại phải tăng cường hơn nữa việc truy vết, khoanh vùng dập dịch, nhấn mạnh của Ban chỉ đạo chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh khi những ngày qua xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới. Đêm nay và rạng sáng mai, nhiều trận bóng đá sôi động sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam với nhiều chương trình đặc sắc, mới mẻ và tính tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình dịch COVID-19 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, các ban bộ ngành.